Tôi muốn Chelsea chơi với sơ đồ 4-4-3. Học viện của chúng tôi đã cho ra lò những Mo Salah hay Kevin De Bruyne. Cái gì thế? 4-4-3 à? Salah nào trưởng thành từ lò Cobham? Ông chủ mới này có biết quả bóng đá nó hình thù như thế nào không vậy? Đó là những lời than thở trong sự tức giận của các cổ động viên Chelsea khi một loạt thông tin sai sự thật một cách ngô nghề được phát ra từ miệng của ông chủ mới Todd Boehly. Cũng có thể thông cảm cho vị tỷ phú người Mỹ vì ông mới chỉ tìm hiểu và đầu tư vào bóng chày thôi, còn bóng đá thì mới ở chế độ nhập môn. Thế nhưng, phần lớn các trụ Blues thì không quá quan tâm đến điều đó, bởi sau kỷ nguyên hoàng kim với ông chủ cũ Roman Abramovich, họ đang thêm một lần nữa kỳ vọng Todd Boehly, trên nền móng đã được gây dựng vững chắc trước đây, sẽ đưa Chelsea trở thành một đế chế trên bản đồ bóng đá thế giới. Bản thân vị tỷ phú người Mỹ cũng đã để lại những dấu ấn đầu tiên tại Stamford Bridge, từ cách thức mua sắm như chơi Football Manager, rồi quyết đoán thải loại một vài nhân vật không phù hợp với văn hóa làm việc của ông. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với Zen Tactics tìm hiểu xem tham vọng của Todd Boehly với Chelsea là gì và kế hoạch của vị tỷ phú người Mỹ nhằm hiện thực hóa tham vọng đó. Chơi 4-4-3 cũng được nếu mà bạn thay đổi được luật bóng đá. Bắt đầu thôi. Todd Boehly mong muốn rằng ông có thể xây dựng một mạng lưới câu lạc bộ mà Chelsea là trung tâm. Chúng ta đã nói về việc xây dựng một mô hình multi-club. Tôi muốn đặt nền móng cho nó. Red Bull đã làm với Salzburg và Leipzig, nhưng câu lạc bộ đều đang thi đấu tại Champions League. Họ đã tìm ra cách để liên kết và tạo cơ hội cho các cầu thủ. Đó là chưa kể Manchester City và tập đoàn City Football Group với 11 câu lạc bộ ở 11 quốc gia. Boehly ưa thích việc tạo ra một mạng lưới với các câu lạc bộ ở các quốc gia khác nhau, nhằm mở rộng thị trường cầu thủ và gia tăng cơ hội tìm thấy những viên ngọc thô chất lượng. Các cầu thủ trẻ của học viện Cobham sẽ có nhiều cơ hội hơn để thi đấu tại những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Boehly kỳ vọng những câu lạc bộ được Chelsea chọn mặt gửi vàng sẽ phải là những câu lạc bộ hàng đầu. Vị tỷ phú xứ cờ hoa chia sẻ, vấn đề ở Chelsea là khi bạn có những ngôi sao ở độ tuổi 19-20, bạn có thể đem tất cả đi cho mượn và đặt sự phát triển của họ trong tay của một người khác. Mục tiêu của chúng tôi là đưa cho mỗi ngôi sao trẻ một con đường phát triển để trở về thi đấu cho Chelsea qua quãng thời gian mà họ cọ sát ở các câu lạc bộ khác. Điều này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi họ được thi đấu tại những câu lạc bộ ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Rõ ràng, Todd Boehly hoàn toàn không phải là một tay mơ khi đề cập đến vấn đề đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ. Chelsea đã gặp không ít khó khăn trong việc tìm đầu ra cho họ trong khoảng một thập kỷ qua. Còn nhớ, Roman Abramovich đã tìm cho các cầu thủ trẻ của The Blues một bến đỗ tạm thời ở Hà Lan với câu lạc bộ Vitesse Arnhem. Thế nhưng, không phải cầu thủ nào cũng có thể phát triển theo đúng lộ trình và trần tiềm năng kỳ vọng. Theo The Athletic, đã có tổng cộng 29 cầu thủ di chuyển theo dạng cho mượn từ Chelsea sang Vitesse trong giai đoạn từ 2009 đến 2021. Trong đó có Nemanja Matic, Patrick Van Aanholt, Bertrand Traore, Mason Mount rồi Armando Broza với những kết quả tương đối khác biệt. Có những cái tên nhanh chóng thể hiện được khả năng nổi trội và quay trở lại cạnh tranh vị trí chính thức tại Chelsea. Cũng có không ít măng non kém may mắn chấp nhận phần lòng đồng lưu lạc sang hàng tá câu lạc bộ khác nhau, dù trên danh nghĩa vẫn là cầu thủ của The Blues. Todd Boehly không muốn điều đó lặp lại. Ông chủ người Mỹ muốn một mối gắn kết chặt chẽ hơn giữa câu lạc bộ và cầu thủ. Đó là lý do mà Boehly ưa thích mô hình multi-club của Red Bull, và đặc biệt là mối liên hệ giữa Red Bull Salzburg và Rosenborg Leipzig. Việc có cơ hội thi đấu thường xuyên ở Red Bull Salzburg không chỉ giúp cho các cầu thủ phát triển, mà còn giúp cho họ được luân chuyển sang đội 1 Rosenborg Leipzig và lọt vào mắt xanh của các ông lớn như Naby Keita, Dayot Upamecano, Dominic Soboslai hay mới nhất là Benjamin Sesko đều bước ra ánh sáng theo cùng một cách thức như vậy. Rõ ràng, các True Blues đang chờ đợi đội bóng yêu dấu có những phương pháp hiệu quả hơn trong việc tạo ra cơ hội cho các kênh nhà lá vườn thay vì gia nhập các feeder club theo dạng cho mượn hoặc buộc phải ra đi với điều khoản mua lại treo trên đầu. Chino Livramento hay Tammy Abraham đều là những tài năng ưu tú của lò Cobham, sẽ có nhiều cơ hội hơn để quay trở lại Stamford Bridge, tất nhiên là nếu như họ duy trì được phong độ ổn định ở Southampton hay AS Roma. Tất nhiên, Boehly còn rất nhiều việc phải làm nếu như muốn cải thiện hệ thống cho mượn cầu thủ hàng loạt tại Chelsea. Thế nhưng, điều quan trọng là vị tỷ phú người Mỹ đã nhìn ra sự lãng phí trong cách vận hành hiện tại. Việc FIFA đưa ra điều luật mới nhằm hạn chế việc các câu lạc bộ thành viên cho mượn cầu thủ tràn lan để làm kinh tế và phương hại đến sự phát triển của cầu thủ trẻ, cũng khiến hệ thống cho mượn hàng loạt trở nên không khả thi trong tương lai gần. Đó là lý do mà Boehly muốn có một đội bóng sân sau, trực tiếp liên kết với Chelsea về mặt pháp lý, để các cầu thủ trẻ đảm bảo cơ hội ra sân nhằm duy trì và phát triển sự nghiệp mới chớm nở. Theo Athletic, vị tỷ phú người Mỹ đang có ý định mua một câu lạc bộ ở Bỉ hoặc Bồ Đào Nha nhằm chui rèn và mài giũa các viên ngọc thô và đợi thời cơ chín muồi để họ có thể tỏa sáng ở Stamford Bridge, đặc biệt là những viên ngọc thô ở Brazil. Thomas Tuchel không phải là một huấn luyện viên quá ưa thích với việc mạo hiểm với cầu thủ trẻ. Vào đầu mùa giải 2022-2023, Nhà cầm quân người Đức đã từ chối việc để cả Conor Gallagher hay Armando Broza ra đi, dù hai cầu thủ này đều nhận được sự quan tâm lớn từ các câu lạc bộ tại Premier League. Tuchel phần lớn chỉ sử dụng Gallagher và Broza như những giải pháp tình thế bởi sự phù hợp với chiến thuật. Việc Graham Potter, một huấn luyện viên tương đối bắt tay với các cầu thủ trẻ xuất hiện, sẽ giúp gia tăng khả năng mà họ được sử dụng trong mùa giải năm này. Chelsea cũng đang hành động mạnh mẽ cho tương lai với việc chiêu mộ những cái tên trẻ tiềm năng từ Omari Hutchinson, Tony Chukwemeka, Cesare Casadei cho đến Gabriel Snolina. Nhóm cầu thủ này vẫn sẽ an tập ở đội trẻ và chờ đợi cơ hội ra sân ở những giải đầu cúp. Với một ông chủ và một huấn luyện viên cùng sở hữu một tầm nhìn chung về phát triển cầu thủ trẻ, rõ ràng cơ hội cho những học viên của lò Cobham là rất lớn. Và đó là toàn bộ câu chuyện về Todd Boehly và tham vọng của ông tại Chelsea. Với sự có mặt của Graham Potter, cái tên được đích thân chính Boehly chọn mặt gửi vàng, The Blues hiện tại đang có những con người tương đồng về mặt tầm nhìn. Không biết hai người họ đã có những cuộc thảo luận gì về văn hóa và vai trò của một huấn luyện viên trưởng tại Chelsea. Thế nhưng, các chủ Blues có quyền kỳ vọng rằng sự kết hợp của Todd Boehly và Graham Potter, nhà cầm quân được biết đến với sự mắt tay với cầu thủ trẻ, có thể mang đến những sự thay đổi tích cực và sớm mang về những trái ngọt. Hãy cùng chờ đợi xem những cầu thủ trẻ của Chelsea sắp tới sẽ có nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân hơn hay không, và liệu rằng Chelsea của Todd Boehly sẽ có thể tiếp bước những Manchester City hay RB Leipzig trở thành những đội bóng với một mạng lưới câu lạc bộ trên khắp thế giới. Đến đây thì câu chuyện về Chelsea và Todd Boehly xin phép được kết thúc. Zen Tactics xin chào và hẹn gặp lại. Bye!